Chào mừng các con đến với khóa học Tiếng Việt lớp 1 của trang web OLM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các con thân mến, ở video này, chúng mình tiếp tục tìm hiểu phần thứ hai của bài học về các vần: vần ác, vần ắc và vần ấc. Mở đầu cho video này, chúng mình sẽ đọc các từ có tiếng chứa ba vần này. Các con nhé chúng ta theo dõi hình ảnh đọc đánh vần sau đó đọc trơn các từ bờ ác bác sắc bác sờ y si ngã sĩ bác sĩ cờ on con vờ ác vác nặng vạc con vạc bờ an ban hỏi bàn nhờ ác nhác nặng nhạc bản nhạc từ tiếp theo lờ ác lác nặng lạc đờ a đa huyền đà lạc đà sờ a sa mờ, ác, mát, nặng, mạc, sa, mạc. Như vậy, chúng ta đã được đọc các từ có tiếng chứa vần ác. Chúng ta sẽ đọc trơn lại một lần nữa các từ này theo sự xuất hiện của hiệu ứng trên màn hình. Cô mời các con cùng đọc với cô. Bác sĩ Con vạc Bản nhạc lạc đà sa mạc Với các từ này, các con hãy nối hai tiếng với nhau để tạo thành từ thích hợp trong câu hỏi sau đây. Tiếp theo, chúng mình lại có các từ như sau. Các con sẽ cùng đọc đánh vần sau đó đọc trơn. m, ắc, mắc, sắc, mắc ao sắc áo mắc áo mờ âu mau huyền màu sờ ắc sắc 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 màu sắc từ ắc tắc sắc tắc ca e kê huyền kè Kè. Cờ, ây, cây Ngờ, u, ngu, ngã, ngũ Sờ, ắc, sắc, sắc, sắc Cây, ngũ, sắc Và từ nữa Khờ, ắc, khắc, sắc, khắc Chờ, ư, chư, ngã, chữ chữ. Chúng ta có từ tiếp theo. Bờ, ắc, bắc, sắc, bắc. Cờ, âu, câu, huyền, cầu. Bắc cầu. Hình ảnh của những người thợ bắc cầu để nối liền giữa hai bờ. Như vậy, các con đã được đọc các từ có tiếng chứa vần ắc đó là một lần nữa chúng mình sẽ đọc trơn lại các từ này theo sự xuất hiện của nó trên màn hình mắc áo màu sắc tắc kè khắc chữ cây ngũ sắc bắc cầu với các từ này các con đã được theo dõi những hình ảnh minh họa. Con hãy lật cặp hình ảnh và từ tương ứng trong câu hỏi sau đây nhé. Cô cảm ơn các con đã đưa ra lựa chọn chính xác. Phần cuối cùng, chúng mình có các từ có tiếng chứa vần ức Các con sẽ cùng đọc đánh vần và đọc trơn với cô. Di, ức giấc, sắc, giấc, giấc. Ngờ, u, ngu hỏi ngủ giấc ngủ sờ ơi soi nặng sợi bờ ấc bắc sắc bắc sợi bắc nhờ ấc nhất sắc nhất từ a ta nặng tạ nhất tạ sờ ôi sôi g ấc gấc sắc gấc sôi gấc vậy là chúng ta đã được đọc các từ như sau chúng mình cùng đọc lại một lần nữa các từ này giấc ngủ sợi bắc nhấc tạ sôi gấc với các từ này con hãy nghe và chọn trong câu hỏi sau đây cô cảm ơn các con đã tham gia tích cực với những câu hỏi tương tác nâng cao hơn ở cấp độ từ cô có hình ảnh và đoạn văn như sau con dừng video lại để dành thời gian đọc đánh vần cả đoạn văn này và bây giờ cô mời các con sẽ cùng đọc trơn cả đoạn văn nhé nếu lên tây bắc mời các bạn đến với sapa vào mùa hè mỗi ngày ở đây như có bốn mùa sapa có thác bạc có cầu mây có các bản tả van tả phìn xín trải cô mời chúng ta đọc lại đoạn văn này một lần nữa nếu lên tây bắc mời các bạn đến với sapa vào mùa hè mỗi ngày ở đây như có bốn mùa sapa có thác bạc có cầu mây có các bản tả van tả phìn xín trải với nội dung của đoạn văn này theo con đoạn văn giới thiệu địa danh nào trong đoạn văn này các con thấy có các tiếng hoặc từ chứa tiếng có vần ác vần ắc và vần ấc ba vần này được viết thế nào cô mời chúng mình cùng theo dõi cách viết vần ác vần ắc và vần ấc các con theo dõi Còn ở trên bàn phím máy tính, các con nhìn thấy hình ảnh của bàn phím. Nếu cô muốn gõ vần ác có sự kết hợp giữa âm a và âm cờ. Đầu tiên, cô di chuyển chuột nhấn vào phím chữ a, rồi chuyển xuống phím chữ cờ. Tương tự như vậy, vần ác có sự kết hợp giữa âm á và âm cờ. Các con theo dõi. Cô nhấn vào phím chữ a và phím chữ V kép để được chữ Á. Sau đó chuyển xuống nhấn vào phím chữ Cờ. Chúng mình đã được vần ắc. Cuối cùng, với vần ắc có sự kết hợp của âm ớ và âm cờ. Các con cũng nhấn vào phím chữ A hai lần để được âm ớ và chuyển xuống nhấn vào phím chữ cờ. Như vậy, chúng ta đã gõ được vần ác vần ắc và vần ấc bằng bàn phím máy tính. Ba vần này còn xuất hiện trong những tiếng nào nữa? Cô mời chúng ta cùng nghe. Cô có một đoạn văn. Cô sẽ đọc đoạn văn này. Các con lắng nghe thật kỹ để phát hiện ra những tiếng có chứa vần ác, vần ắc và vần ấc nhé. Các con cùng nghe cô đọc đoạn văn. Hà, Thảo và Nga thi vẽ hà vẽ cây ngũ sắc thảo vẽ giàn gốc nhà bà nội nga vẽ lạc đà đi qua sa mạc mỗi bức tranh là một tác phẩm đặc biệt với đoạn văn con vừa nghe được có các tiếng chứa vần ác vần ắc và vần ấc cô đọc lại những tiếng này trong các câu hỏi sau con nghe và ghép tiếng với âm thanh thích hợp cô cảm ơn các con đã đưa ra lựa chọn chính xác chúng mình thấy các tiếng chứa vần ác vần ắc và vần ốc trong đoạn văn này đó là tiếng sắc chứa vần ắc con nghe được tiếng gấc Chứa vần ức Tiếng lạc Chứa vần ác Tiếng mạc Cũng có chứa vần ác Tiếng tác Cũng chứa vần ác Và cuối cùng Tiếng đặc Chứa vần ắc Các con đều đã nghe và ghép được rất chính xác Đúng không nào? Như vậy, ở video này Các con đã được đọc các từ có tiếng chứa vần ác Vần ắc cô hy vọng rằng bài giảng sẽ giúp các con học tập tốt hơn. video của chúng ta dừng lại ở đây. cô cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại chúng mình trong các bài giảng tiếp theo.